Ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn không có đi hết. Ừ. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Nó cay cú quá. Mà anh không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho ông coi như là ngập mặt. Mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng 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 hoài. Thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được thôi tấp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em cũng vô khách sạn ngủ. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Đó bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn rồi. Còn cái đôi mắt này lạ lắm nghe. Giới thiệu tên em mới dạ. Được. Dạ. Dạ em xin chào MC Quốc Thượng, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả. Em tên là Thành. Thành là anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 30 rồi. Công việc của em là vận chuyển hàng. Mời vợ Thành. Dạ chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Hả? Dạ, 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ, cũng 93 tuổi. Hai chồng bằng tuổi. Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Dạ, vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, do cho bên này bán. Dạ, thì lúc đầu liên quan vậy đó. Lúc đầu là thường như vậy đó. Ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn không có đi hết. Ừ. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Nó cay cú quá mà. Anh không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho ông coi như là ngập mặt. Lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thư? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Anh này chạy là sao? Cái nẹt bô nữa. Chạy xe chiếc SH cứ nẹt gì nè, cái em lại em thấy trẻ trâu rồi. Thủ nhi rồi. Cô không nhận để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Hồi đó cũng chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói, anh ăn rồi. Anh kêu miếng, kêu chân tái thôi, no quá. No quá về quốc cho tô mì, him tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình nói gặp mình sơ sao sao, gặp mình ăn xấu lắm. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. À. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau mà ở Sài Gòn. Thấy cậu dễ thương không? Trời em chấm từ lúc quýnh bài rồi. Mà cả đời quýnh bài không bao giờ ăn. Như dứt một bữa lại mà. Ta là đen bạc đỏ tình. À. Đỏ tình đen bạc trái đỏ. Luôn, nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn á. Xong lúc đó em thấy là trẻ trâu, em thấy thú nhi rồi em cay nữa. Cái đòi đi ăn thôi chứ em không có nghĩ cái gì vậy như kiểu ủa, như là bây giờ không mình... nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Là em thì em thích là ăn nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, ảnh chở em đi từ quận nhất và qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng? Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày xứa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Cái bắt đầu tới ngày thứ 3 cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ 4 chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn nhậu. Nhậu xong cũng say say men men cứ chạy đi về mà cũng chạy vòng vòng hoài. Giống như là chạy cái kể. Nhà em là ở ngay cái nhà em muốn ở ngay quận nhất rồi. Mà ảnh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng 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 hoài. Thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được thôi tấp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em cũng vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê. Lâu dạ, lâu quen lâu. Mẹ nó chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Còn sao mà dạ. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá em nói nữa. Rồi em nghe cái câu đó. Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi, khách sạn nguyên nhất 1 triệu mấy một đêm, đau lòng luôn trời. Dạ, bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok, cái là thầy lấy bên ta trái thấy rồi, lũi thẳng liền. Lũi luôn. Không kiếm gì nữa, mất công lâu, chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sau tính chuyện. Điều mấy. Má ơi, trời ơi, cái gì thấy ghê thiệt. Nguyên nhất, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên hay sao á. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em. Gặp xong quen, một tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Trời ơi. Rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Không là nó cưới được. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn với em á. Nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó. Đã là của nhau đó, đã là của nhau. Xong rồi cái em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Anh đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà. Cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy. Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nó sao anh không để cho em chú em về em dọn dẹp cho. Cái ảnh mới nói là hả?
anh đã sạch quen rồi, thấy dơ anh chịu không nổi. Rồi, cái câu đó xong cái em nghe nó trời ơi, sao tự nhiên giới được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, là không bao giờ sạch nữa, là không bao giờ sạch nữa. Trời ơi, tạo nét. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Dạ. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp, rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về cái thấy vợ em của mình ngủ, rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn, ở đuổi không về luôn, coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn, mà em ở dơ em là biến dọn già lắm, tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên, lấy mình đàn ông như mình ở dơ nhà gái người ta kỳ quá, rồi cũng quét dọn mà tánh em là biến ở dơ lắm, rồi mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn. Ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á? Dạ bất ngờ lắm. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối, cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái đó. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình tham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu em mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài, cũng không nói chuyện với mình nữa, cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái không nổi. Xong cái tức quá cái em thôi đi về đi ăn chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Trang trí hết cái căn villa đó là từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng, xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em, sắp xếp là đèn rồi sao là quỳ xuống cầu vậy. Nói câu gì nhớ không? Nói là đồng ý làm vợ anh nha. Rồi có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ. Trời ơi, hai chị em mình đồng thanh đồng thủ. Rồi, cái nhẫn để nhà. Dạ. Cua nhẫn này tốn tiền không? Không, tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Các bạn cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi, hết bò rồi tới viên trứng rồi gì đó. Giờ đến cái phần này nó hấp dẫn. Nãy kể đó. Cho vợ kể tiếp đi. Cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó, sẵn sàng kể luôn đi. Dạ cũng còn, xong rồi còn quên tắm nữa. Có giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người quên tắm. Em cứ hỏi hoài luôn, tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền, không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong là để tới sáng tắm, nhưng mà biết là nằm xa em nha. Xa em ra ôm, cứ ôm nằm xa em ra vậy đó. Rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại nhiều quá. Cái tật em hay quên, cứ nghe điện thoại suốt từ 9-10 giờ đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe riết rồi mệt quá, cứ rồi lăn ra ngủ luôn. Nói công việc thì mà. Công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa, cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa. Giống như cái vụ mà đi lau nhà đó. Cái bữa cái kỳ em với ảnh ra Vịnh Hạ Long chơi. Xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn. Không, để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP, chở từ khách sạn ra sân bay. Hai người ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi, đặng đi ra sân bay. Sân bay gì anh? Cắt lái hả? Sân bay Cát Bi. Cắt bi. Sân bay Văn Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở rồi sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Rồi đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thật ra là sân bay Văn Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra là sân bay Văn Đồn, mình về Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em nhìn gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh? Thôi em đặt sân bay Vân Đồn. Đâu có, anh đặt sân bay Cát Bi mà. Trời ơi, chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Trời ơi, ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy, đừng nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ trên Google đó. Trời, giờ tới cưng đi, nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Vợ em thì kiểu mà hay lớn tiếng với em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Cứ lớn tiếng rồi em ghen tép thì em bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi, chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Vậy đó hả? Trời ơi, thấy ghê lắm. Em thấy cũng vui, nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực, nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ cầm ràm em cầm giỡn lại, em giỡn nhiều. Em cầm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Em
và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Dạ. À, anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó, có thể thêm đứa nữa nghe. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ, hai vợ chồng. Dạ, nôn nôn kìa, nôn nôn hả? Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ, dạ. Anh chị. Dạ, à, qua chị. Năm sau sẽ chào đón một thành cô, viên con tuyệt vời. Ừ. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Dạ. 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 Em tên là Bùi Văn Xuân. À, em 28 tuổi, mặt già chát. Thì các em là sinh thần. Xin lỗi nha, bây giờ em còn không? À, dạ vẫn còn chị. Nhưng mà là có tăng đô không hay là bớt chút xíu? À, thỉnh thoảng tăng và nhiều lúc là kìm kéo. Ờ, vậy chút nữa coi nhiều cái bài hết đi. Công việc của em là giảng viên và marketing. Wow. Dạ. Còn em? Em tên là Võ Thị Bảo Thùy, hiện em đang công tác tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chắc có lẽ là hai bạn cùng gặp nhau là đều là chung ngành sư phạm với nhau đúng không? Dạ, cái lần đầu tiên gặp nhau chả ấn tượng gì cả và cũng không liên quan tới dạy học luôn. Lúc đó em là đội trưởng đội công tác xã hội, có hai bạn kéo tới anh Xuân Khung. Em giới thiệu anh Thùy Banh. Thùy Banh. Thùy Banh. À chắc chơi đá banh hả? Ừ, dạ không ạ. Tại vì ngày xưa lúc còn sinh viên á, được bố mẹ chăm kỹ nên em tròn như trái banh nên được gọi là Thùy Banh ạ. Và khi con bước đi á thì em mới nhìn, em thích cái vòng ba. Em thấy nó hơi bị to. Còn em ấn tượng với cái anh Xuân Khùng này có phải là anh khùng quá không? Em không có ấn tượng gì với cái anh chàng này hết. Lúc đó thì đối diện với em là một cái người rất là ốm, mặt thì đầy mụn, nói rất là nhiều, không có một chút cảm xúc gì hết. Thì có một hôm cái người bạn cùng lớp của cô nàng này mới đến gặp em, nói anh Xuân, em rất là thích Thùy Banh, anh có thể giúp em được không? Lúc đó em rất là tự tin, dù sao nữa mình cũng vô trước 2-3 năm mà. Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày. Và đưa ra cái chiến thuật là mình tấn công cô này dùng cho anh bạn kia và thường xuyên ghé thăm phòng trọ của cô ấy. Nhưng mà giờ nào anh không tới, sáng không tới, trưa không tới, mà tới ngay vào giờ ăn cơm. Cứ sắp ăn cơm, sắp dọn chén bát ra thì lại thấy anh tới. Thì anh này anh hỏi rất là nhiều về mình. Thì mình cứ nghĩ là anh tới chơi thì anh xã giao, anh hỏi thăm thôi. Hỏi à nhà em đông người không? Rồi bố mẹ em làm nghề gì? Nhìn em chắc có nhiều bạn trai. Nói chung là hỏi tùm lum vậy à. Thì mình cũng tình thiệt mình trả lời. Thật sự là lúc đó là em muốn tìm hiểu thông tin cho đứa bạn thôi. Và câu chuyện nó bắt đầu là cái sinh nhật của em. Sinh nhật của em thì em rủ mấy thằng bạn cùng phòng trọ đến quán cà phê. Thì sau khi mà mọi người gọi thức uống ra xong rồi đó, thì em rất là bất ngờ khi em nhận được một món quà sinh nhật với cái nội dung là chúc mừng sinh nhật anh và không thấy chữ ký. Lần đầu tiên em được nhận một món quà như vậy, em rất là vui. Và em thề độc với mấy đứa bạn rằng nếu tao biết ai tặng tao, dù xấu hay đẹp, yêu liền. Đó, em thề độc với lại em thề. Dạ. Em có thể kể là cái món quà sinh nhật đó nó như thế nào mà em phải có cái lời thề độc đó? Không. Nó là cái gì? Đó là cái tác phẩm của em ạ. Tức là em tặng quà sinh nhật. Em tặng cái gì vậy? Em tặng cho anh ấy là 5 cái bánh bao. Có nguyên nhân là như thế này. Là em tình cờ là biết được sinh nhật của anh này. Thì dù sao ảnh cũng là đội trưởng, lại dạo này thấy hay thường xuyên tới nhà mình chơi. Thế thì em mới rủ chị bạn nữa sang là chúc mừng sinh nhật anh này. Nhưng mà trên đường đi sang á thì gặp một cái đám con trai đi ngược chiều lại, thì em mới nhận ra là có ảnh trong đó. Xong em mới hỏi là ủa các anh đi đâu vậy? Anh nói chứ mấy chú đi uống cà phê, con nít biết gì, về đi. Xong là anh tan vô vai mình một cái, đau đau quá trời luôn. Lúc đó em mới cảm thấy là trời sao kỳ vậy, sao đàn ông trai gì mà giữa đường lại đánh mình vậy. Em chào thôi mà không cười. Em chào đó. Dạ. Yeah. À, sau đó thì em cũng muốn về nhưng mà tự nhiên em cảm thấy là nó không có được thoải mái lắm. Xong em mới nhìn thấy cái chú kia, chú bán bánh bao, thì nói chú lấy còn 5 cái bánh bao. Xong rồi em móc cái bịch ni lông em xách toàn ten vậy em đi. Thì em mới thấy tiệm tạp hóa thấy cái đèn cầy màu đỏ đỏ chị mà hay cắm trên bàn thờ. Xong em mới nói chú lấy con cây này, con mua cây thôi. Nó ủa sao mua có cây, nó dạ con thích cây, bán còn cây. Xong rồi tới quán cà phê, em mới nhờ các anh phục vụ là anh ơi anh cho em một cái dĩa, bày 4 cái bánh bao lên. Rồi em lấy cái bánh bao còn cuối cùng em thấy lên trên rút cây nến ra. Trời ơi, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu cái khó chịu của mình cắm cái phụp chứ. Lần đầu tiên tôi nghe nói là cái lấy cái đèn cầy cúng cắm bánh bao. Cắm một cái phụp. Có nghĩa là em á lúc mà em tặng cái đó là coi như chúc hết cái sự mà giống như là một sự chơi thân của mình. Còn cái cảm giác của em khi mà em nhận cái đó thì nó lại ngược lại với cảm giác của bạn này. Em không biết. Dạ. Không biết. Vui vỡ òa đúng không? Dạ. Bởi vì cuộc đời lần đầu tiên có một người tặng quà cho mình. Đúng rồi. Sau khi mà biết được cô bé này là người tặng món quà đó. Bắt đầu lúc đó em bắt đầu tấn công. Và tất cả những cái thông tin mà em khai thác được từ cô này, em quyết định là không có bàn giao lại cho các anh bạn kia mà em giữ làm vốn luôn. Và chấp nhận mình là Lý Thông. Ai bảo nói vậy. Bao lâu thì em được cái sự bật đèn xanh của cổ? Em tấn công trong vòng 2 năm nhưng mà bạn đó cũng phớt lờ đi.
Lúc đó em cảm thấy là mình không được đáp lại, rất là buồn và bực mình. Sao mà từ chối? Dạ, tại vì là khi mà người ta tỏ tình hay là người ta thích ai đó thì người ta phải thể hiện tình cảm một cách chân thành. Mình phải thuyết phục được cái đối phương là thích. Còn cái anh này, anh tỏ tình với em ngọn lắm. Anh nhắn tin với em vậy: à, hãy để đội trưởng chăm sóc em nhé. Mà ngày hôm đó là có rất là nhiều bạn cùng lớp của em tới chơi. Thì em đọc tin nhắn xong thì em thấy nó cũng bình thường hết. Tại vì thấy cái anh này, anh cũng thấy ai anh cũng quan tâm chăm sóc hết. Mà anh nhắn tin như vậy thì chắc hôm nay chắc anh bị giật cà tưng hay là gì đó thôi. Nên mình không có biết là lúc nào là anh bình thường hết. Nghĩ anh nhắn vậy chắc anh ghẹo mình thôi, không có gì hết. Nên em không có trả lời. Chị biết không, em không bỏ cuộc đâu. Em tán tiếp. Dạ, em kêu bạn ra quán cà phê. Em nói em thích nhưng bạn cũng phớt lờ bỏ đi vô. Tự nhiên kêu em ra: Thùy, ra quán cà phê uống cà phê với anh. Xong rồi em mới đi ra quán cà phê. Em chưa kịp ngồi xuống á, xong rồi chỉ mặt em nói: anh thích em nha. Em mới bất ngờ, em nói: ông này không biết khi nào ổng lớn, khi nào ổng bình thường vậy lại. Em đi về. Em tưởng ghẹo em thì em đi về thôi. Tức là hai người này là bị hiểu lầm liên tục. Liên tục luôn. Coi như là cái chào hỏi á thì lại nghĩ là bị đánh. Bị đánh. Đó, xong rồi trả thù chơi khăm á, là đưa cái đèn cầy thấp, nó gọi là thấp trên bàn thờ lại, lại tưởng là người ta thương mình. Đó. Tỏ tình thì đối tượng lại tưởng là bị ghẹo. Khổ thân không, rồi làm sao mà đến được với nhau hả trời? Làm em rất là buồn, và lúc đó là em bắt đầu giận, hận và trả thù. Trời đất ơi. Đấy là... Trời ơi. Người bình thường trả thù là đã ghê rồi đó, bây giờ giận. Bây giờ người khùng trả thù mới sao? Vì kéo dài quá mà em chân tình mà. Không hận nữa không làm sao? Em nhớ thì tụi em đi mùa hè xanh là về An Giang. Trong cái đội thì chia làm nhiều tổ. Em là tổ trưởng của một tổ. Thì cái anh này á, anh mới phân cho em cái tổ mà ở cái địa bàn xa nhất. Khi mà đi dạy hay làm gì thì cũng đi bộ mấy cây số vậy. Khi mà đi họp hành hay là cái gì đó, khi mà phát biểu á, mình đưa ra ý kiến phát biểu á, thì mình cảm thấy là mọi người rất là đồng ý ý kiến của mình. Nhưng mà cái anh này anh phớt đi, giống như là anh bị điếc, anh nghe ý trơn vậy. Không có một chút gì là động viên hay là quan tâm gì đến cái đội của mình hết á. Khi mà đi liên hoan á chị, thì thường hay giao lưu với thanh niên địa phương á, thì được mời rượu á. Trời ơi, ông này hay lắm. À, nói với lại thanh niên địa phương là có chút rượu nhỏ đi, nấu lâu say lắm. Dạ. Mình có cảm giác giống như là mình là cái đồ chơi vậy. Vì bị cái người này treo ghẹo nhiều lần á, thì cảm thấy rất là bực tức. Nhưng mà không biết làm sao mà để giải tỏa hết. Cô nàng này bỏ chạy thì em mới rượt theo, kéo lại và ôm vào lòng. Đó là cái ôm và cái hôn đầu tiên của em. Ra đây là một cái mối tình mà Thuận có để ý không? Rất là giống như trong phim hoặc là trong kịch á. Nó rất là nhiều những cái cao trào, những cái action. Tức là những cái mà nó mạch bạo mà nó không giống ai hết. Vậy thì sau khi mà lấy nhau rồi á, các bạn còn có những cái bất ngờ gì về nhau nữa không? Cho tới thời điểm này á, mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng á là cái vấn đề sinh con. Em thì em rất là thích cái em bé. Mà tại sao mà cưới nhau cũng gần cả năm rồi, bố mẹ hai bên thì cũng thích có cháu, mà anh này anh không, lúc nào mà đề nghị là nói là không anh không muốn có con. Em mới ủa sao kỳ vậy, yêu nhau cũng lâu gần 6 năm rồi, về sống với nhau rồi mà sao lại không thích em bé. Đầu tiên á thì nói là bây giờ là mình còn khổ quá, rồi hai vợ chồng bận quá, rồi phải học hành, thôi từ từ nha em, mình hẹn cuối năm thôi, qua năm không thấy. Xong bây giờ mới điều tra ra là anh này anh không thích có bà bầu. Tại vì em thích bà bầu không thích được đẹp lắm. Em thấy tiệc tùng á, chở đi á, nó cũng cồng kềnh á. Vì sao mà đẹp hả? Nhưng mà vợ em nói là nếu anh không có, em tự có. Trời ơi. Vì sao đây? Rồi vậy giờ tính sao? Chừng nào mới muốn vợ có bầu? Và em hứa với vợ rồi, thôi năm nay á, Tết về á, thì ở quê không khí nó mát á, lúc đó thì bớt kiềm chế và thả ra luôn. Khi mà vợ mang bầu á, lúc đó em mới thấy vợ em đẹp á. Chị nói thiệt với em đó. Chỉ sợ là mai mốt thấy cái bà này mà có bầu đẹp quá, muốn bắt bầu hoài luôn. Đó, bắt đẻ hoài đó, luôn đó. Đó đó, nghe. Đó, bây giờ muốn có con thì trước tiên là phải thích mấy bà bầu. Đó, dạ. À, xin cảm ơn hai bạn. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình nghe. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức, năm nay là 33 tuổi, hiện đang làm bố hai con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ hả? Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ, con vẽ mấy cái hình truyện tranh
để post lên mấy cái fanpage. Oh, yeah. À, vậy hả? Ví dụ như em lấy cái nhân vật mà giống như anh vậy đó. Em có thể sáng tác ra được một cái hình ảnh mà của anh mà nó là cartoon đó thì được không em? Dạ được. Đúng không? Dạ được. Lấy số nhỏ. Dạ. À, em thích lắm vậy. Em rất thích vẽ một cái bộ tranh mà nó là cái nhân dạng của em nhưng mà nó là cái hình cartoon đó vậy. Em rất thích. Rồi. Dạ. À, Đức hả? Dạ vâng. Đức. Dạ, Đức. À, bây giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 8. Quận 8. Rồi. 33 tuổi hả cưng? Dạ. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Dạ. Dạ. Tại cũng 33 tuổi trẻ, trẻ chị cũng trẻ lắm nha. Dạ. Kệ nó xưng bằng chị đi. Chị đi. Dạ. Ra ngoài đời mình xưng lại là cô chứ con không? Không? Dạ. Rồi, bây giờ tới con. Ô quên tới em đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa hai con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh ở nhà. Các loại bánh đó. Dạ. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Rồi. Chào cô em gái cùng họ. Cái họ Tô là khó có lắm đó nha. Dạ. Nhiều khi bây giờ về coi lại gia phả đi. Ở tri ở xa lắm á. Rễ ở nhánh nào không chừng. Rồi, đó nghe. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook. Tại vì ngày xưa thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát mà mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý, nhưng mà giờ em chảnh lắm, không, em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì bạn có muốn đi xem kịch. Em cũng, tại vì mình cũng thích bạn này mà. Do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé. Mà vé lúc đó hình như là hết khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Idicap. Dạ, nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó. Đúng tìm rồi. Vé hết trơn á. Ở đó mà cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là bây giờ muốn đi, em muốn tối đó thì đi được không? Vậy vậy đó. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối. Sau đó là rủ đi xem phim cho rẻ. Trong đi xem phim cho rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu phải kể là tại vì muốn thử em thôi. Tại vì thích coi là coi có bạn này có coi em có đi kiếm không? Có thành ý không đó? Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Thì sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Đó, lần đầu tiên gặp ở ngoài đời đúng không? Lần đầu tiên đi xem phim mà cái là ấn tượng đầu tiên khi mà em đi xem phim á, khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình đây rồi. Đây rồi, huynh muội à. Kiểu lần đầu tiên mà sờ một người con gái mà có vai to tròn nữa. Có bờ vai vững vàng. Dạ. Thấy nhưng mà thấy dễ thương không? Dạ dễ thương. Cưng. Lúc đó có biết là bạn nhận ra mình là huynh đệ không? Dạ không, sau này con sau này mới kể ra đúng không? Nhưng mà vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm. Kiểu chơi hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp. Nên con ghét, con không thèm trả lời. Xong lý do là đó, như vậy. Nên con phải chảnh với ảnh. Xong tới đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai cho nên con thích. Là thích luôn, đổ gục luôn đó. Với lại ảnh rất là hài. Lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính rồi tự nhiên bay xà vô đó, nằm trên nó như con thằng lằn á. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ đúng. Thấy mắc cười quá cho nên là cũng thấy dễ thương. Thấy dễ thương, dạ, thấy dễ thương nè, tự nhiên nè mà đẹp trai nữa cho nên là kết rồi. Lúc đó mình đã bán bánh chưa nè? Dạ chưa, lúc đó là con làm cho công ty đồ lót. Với lại làm mẫu ảnh cho mấy cái quần áo á cô. Xinh mà. Đúng rồi, xinh mà có tài nữa, cái bánh ngon quá. Ấn tượng thiệt, công nhận. Rồi mình là cái người mà gọi là rất rành về khoai lang. Rất là khoái khoai lang. Các loại về khoai lang cho nên là khi mà thấy cái bánh khoai lang của cưng là ưng liền luôn đó. Thật ra cái chất cái khoai lang nó có thể làm được rất rất nhiều loại bánh. Đúng rồi, sâm đó, nó là sâm đó. Rồi bây giờ nè, rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau? Kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á. Thật ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mà xem phim xong á, thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chốc.
Sau đó, liền luôn. Dạ. Xem bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. Anh nói, con nói là vợ con hôn anh. Đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Không nhớ bộ phim. Không chắc nhớ, là không tại, tại vì cái bữa đó chắc lôi nó ngắm em không mà không có coi màn hình. Cướp sắc. Đó. Ngắm là một chuyện, ngắm là chị ngắm em nè Bin. Đó, còn cướp sắc là khác nữa. Mục đích là chỉ là tìm một cái tư thế nào thật là để đi vô vô liền, thật là khớp để mà cướp sức liền đó. Thì đó, tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Tức là ngỏ lời hả? Dạ. Nhưng mà thực chất là em mời đó, người ta gọi ông bà mình gọi là mời đó. Dạ. Đúng không? Nhưng mà thực chất là em cũng đã kết rồi đúng không, trong lúc coi phim thấy ảnh dễ thương. À, rồi sao nè, rồi lúc rồi. Đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hung như vậy. Rồi sau đó em hành động như thế nào? Dạ em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Dạ. Môi em mềm không? Lúc đó môi cảm giác môi. Dạ, em hôn nhanh mềm lắm cô. Không cảm nhận đâu. Nhưng lẹ lắm. Bất ngờ luôn, em bất ngờ. Giống như cái thứ gì nó xước qua cái mặt mình. Dạ. Vậy đó, đúng không? À. Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi. Dạ, gì không? Cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò. Rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn á. Bạn nấu cho em một cái phần ăn dành cho một người, mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Một cái ức gà là đã muốn chết rồi. Hai một cây lạp xưởng là đã muốn chết rồi. Không biết ý đồ là mọi em thứ... nấu cái món ăn đó là em nấu cái dĩa đó là em có cái gửi gắm cái tâm tư gì em trong đó không? Dạ tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa nên là nghĩ cho ảnh ăn nhiều nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Em ngồi dạ. Em ngắm ảnh dạ, ăn không, thôi. Không, lúc đó em rất là dữ dáng, sợ mập lắm không ăn. Không ăn, ngồi bắt ta ăn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã thích, lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận 2 tuần sau thì mới nói, là tại vì lúc đó em nói là bây giờ mình nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao? Đồng kể coi. Dạ nói là làm bạn gái anh nha thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không hay là vô sự cái liền? Dạ ảnh không có xến xúa được. Dạ tại vì em là kiểu hay vẽ, do đó mà trong đầu em toàn hình nhưng mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần em tưởng tượng cái gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không có chữ. Em chữ không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. À, đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ cho em một cái cạc và mấy cái chibi á, ảnh dán lên nó, ảnh khéo tay lắm nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó. Với lại lần lúc mà em trả lời trên Facebook á là do ảnh đã lấy cái hình của em ảnh vẽ lên trên đó à. Em mới ấn tượng, em mới trả lời chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á nó có trơn tru không, nó có êm đềm không à, hay là nó có là, cái gì nó trục trặc hay là nó có trước bị đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Dạ đều là chia tay á. Có nhưng mà là chia dạ, tay rồi dạ, đúng thì là Nghi thì có không? Dạ có. Trước đó thì em có một cái người bạn trai là mối tình đầu là cũng rất là lâu. Nên là trước khi gặp chồng hiện tại là đã chia tay rồi. Nhưng mà bạn đó thì vẫn thương em là, dạ đúng. Nhưng sau đó quen chồng thì bạn đó cũng có hơi phá tụi em xíu. Dạ. Hả? Nhưng mà có một cái đợt bạn phá tới mức hai đứa phải bỏ đi ra ngoài biển chơi cả tuần lễ mới về. Vậy đó hả? Nhưng mà phá mà nó có phiền hài tới em không? Dạ thực ra thì chỉ là phiền lúc đó thôi, sau này thì cả em và vợ em thì đều trở thành bạn rất là thân với người đó. Dạ do đó mà sau này thì tụi em chơi với nhau. Dạ. Vậy mới văn minh đúng không? Dạ. Nghĩa là chỉ có trục trặc cái chỗ đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, còn mấy chuyện cãi nhau lung tung thì nhiều lắm. Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm cho nên lúc mà quen á là mặc dù anh nói là em con nít nhưng mà thực ra là có ghen là có lý do hết. Bởi vì ảnh lúc nào cũng không có công khai mình với bạn bè, lúc quen nhau là không công khai đâu nên là con cứ giận hoài. Mà có công khai với mẹ không? Với dạ, mẹ của sau con. Này thì con mới dắt về gia, cho gia đình sau. Dạ. Mẹ rồi. Có thích con này không? Ban đầu thì khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá. Vậy đó mà gia đình còn hơi lo, không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào. Do đó lo, do đó mà
ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi cái kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi. Cái đó mà đôi khi cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống con kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Kế hoạch thất bại. Vậy đó hả? Dạ. Thực ra hôm đó thì mà nhà con thì hay tụng kinh á, ở trên đó, mà đôi khi mẹ với lại vợ con lên trên lầu. Còn lúc đó con nghĩ là xuống kiếm sổ hộ khẩu. Tại vì mẹ giấu sổ hộ khẩu kỹ lắm, xuống đó kiếm mà kiếm cái kiểu không thấy đâu. Do đó mà kế hoạch thất bại. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là khi mà bác nói, lúc đó mẹ là con vẫn yêu bác, thì mẹ nói là không có muốn tụi em cưới liền á, thì rất là buồn. Với lại là gia đình thì không mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Nhưng mà lúc đó em có cảm thấy là muốn chia tay không? Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình, phía nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà dạ, Đức đúng không? Dạ. Rồi xong lúc đó có muốn chia tay luôn không? Dạ, lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là ảnh giờ anh đi chết cho em coi. Xong rồi đòi đồ sống đòi chết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhảy cầu đúng không? Dạ đúng. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá cho sợ luôn. Ôi, rách thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó rạch xong rồi lỡ tay. Rồi sao em sợ hả? Dạ em sợ. Hả? Dạ đó. Sợ. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Dạ thì sau này thì tụi em cứ thế sống với nhau, rồi thể hiện mình, chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của mình, rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Cố gắng làm việc hai đứa và thay đổi nhiều, tại vì bản tính của em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi, em còn muốn em thích du lịch, em thích chụp hình, em thích đi khắp nơi, rồi em muốn không có muốn ở lại ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái em, với lại những cái tật xấu của mình á mình bỏ nhiều. Chà, như vậy là chắc hôi chắc đã đó mà ha. rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa hai bên? Dạ bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ. Đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận là sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vẫn vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Rồi có vô thăm cháu nữa. Vô thăm là sao? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Ba mẹ em ở Phan Thiết. Dạ. Vậy hả? Nghi thì ở thành phố Hồ Chí Minh mà không có gặp thường xuyên á. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Hiện tại thời hồi đó thì tụi em cũng thống nhất nè, lúc mà tụi em quen nhau á rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy, cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm, chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn tụi nó chập chững biết đi thì tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới nó dễ thương. Để cho hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Dạ. Mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói, một đứa thì đang bỏ. À, nhưng mà là hai đứa là năm một hay là dạ, năm hai một. Năm à năm một đúng không? Dạ, hai dạ. Năm hai đứa. Hai năm. Trai gái cơ. Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sau là trai. Mười điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Hả? Không, bây giờ thực ra thì sao ta? Mong là lên cái chương trình này xong á. Lên chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á, cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á, thì yeah. Chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định. Đó, đã vậy lại một gọi là một mẹ một ba với hai đứa nhỏ mà đúng quá điểm 10 vời. Luôn á, thực sự mà nói luôn á, thì chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ, tại vì Vân cũng là cha làm mẹ, thành ra là khi mà Vân nói chuyện với hai bạn này thì Vân thấy là cái điều mà mình cần làm ngay và liền lúc này là phải vun vén làm sao cho cái gia đình này nó càng ngày càng hạnh phúc, giúp đỡ cho các con càng ngày càng phát triển. Và thông qua cái cặp đôi này thì cô Vân cũng muốn nhắn nhủ một chút xíu với lại các cặp đôi mà các bạn
Khi mà yêu nhau mà các bạn chưa được sự cảm thông của hai bên gia đình á, thì các bạn đừng có nông nổi mà ở vì vậy mà đòi chia tay nhau. À, để rồi là đứa này đòi chết, đứa kia đòi xỉu, rồi thế này thế nọ thế kia. Bởi vì thực ra thì cuối cùng lại á, là vấn đề cốt lõi là hai bạn yêu nhau, chứ không phải vấn đề tác động của hai bên gia đình. Tại vì rồi thời gian ba mẹ cũng sẽ hiểu được. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn phải biết chứng minh cho các phụ huynh thấy rằng là các bạn là những người nói được, làm được. Đó thì cũng là trước khi mà mình tiếp tục câu chuyện á, thì tại vì nhân đây á, là cũng muốn chia sẻ với lại ba mẹ của Đức với lại rất quý. Và với các bạn trẻ mà có cái trường hợp, cái hoàn cảnh giống như hai bạn vậy đó. Ha? Còn một điều nữa mà theo anh thì anh nghĩ là ba mẹ của Nghi chắc chắn sẽ rất là an tâm về chàng rể này. Và ngay cả ba mẹ Đức hồi nãy, không biết là có nghe câu của Đức nói không, nghe trước đây Đức rất là nhiều tật xấu, thấy không? Nhưng mà bây giờ là bỏ hết để mà về nhà chỉ biết lo cho các con và lo cho vợ thôi. Đó là điều rất là tuyệt vời. Và nghĩ rằng là phụ huynh của hai bên cũng rất là an tâm về cái sự trưởng thành của người đàn ông này. Nha. Rồi bây giờ nè, nghe nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Dạ, em thì thấy là em thay đổi trong công việc á. Bởi vì trước đây em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á. Thì bây giờ thì em, từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh. Chứ trước đây mặc dù là có bạn trai mà em không có thích người ta đu đu theo em hoài. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình coi như là. Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Ảnh thích. Dạ. Đàn ông biết yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ, từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em lo, giống như là ghen mà em nói chuyện với thằng đó kìa, em nên đi chơi với thằng đó đi, đừng có nhắn tin cho anh gì đó hả? Rồi đòi chia tay rồi tùm lum hết đó. Đó cũng là tật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Đó. Bây giờ này, từ khi trở thành hai vợ chồng đó, hai vợ chồng hợp thức hóa thì là anh Đức, anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ, thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á, mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà. Xong rồi cái em say qua, dây anh muốn hiếp em hả, là cái anh im vậy à. Nhưng mà thật ra cái đó là do dạ, cái dạ, mình không lượng. Kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói, nói với em đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình. Vậy đó đôi hả? Khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao anh quát em. Bình thường em hả? Anh xin được đồng cảm với em về cái việc này. Trời ơi trời, nhiều lúc em nói chuyện với vợ em á chị, bà cứ hay tự nhiên cái mặt đang nói chuyện cái mặt rộn, nó làm gì quạo gì, anh làm gì anh nạt em vậy? Nó nói không, không có nạt đó, vậy là giống nạt đó. Mà rõ ràng là không có nạt. À, không, mà thiệt tình em không có nạt. Đúng không? Giống như là trời em nói gì vậy, anh đâu có nạt. Đó là nạt đó. Đó. Khổ ghê vậy đó. Dạ. Nói anh đâu có nạt em đâu, nhưng mà đen quát vô mặt mình đó, không. Đó, nhưng mà tại vì nãy đó mới nói đó. Do em bị bất ngờ luôn, tự nhiên đang nói chuyện bình thường, đang trả lời một cách bình thường như quạo lên vậy. Đôi khi em bị bất ngờ. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không. Tại vì tính chị này một tính xấu đó là rất là nổi nóng mà như nóng. Khui đi, khui đi. Dạ. Một khi nóng mà như là nổ tung rồi đó. Do đó mà như bà này mạnh hỏa mà em mọc cho đó đốt cái em đốt cháy luôn. Do đó mà nhiều lúc cái sự và những chuyện rất là nhỏ xíu. Vớ vẩn đó, nó vớ vẩn. Cãi nhau to nhưng mà bằng những chuyện bằng rất là như những cái chuyện vớ vẩn. Dạ. Rồi có đòi đi ly dị ly hôn gì không? Đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Nghĩa là chỉ vì một cái chuyện mà nói lớn tiếng thôi. Dạ. Mà nói sao? Sao? Không muốn sao tôi ly dị. Dạ. Do đó mà sau những lần đó thì phải nhây nhây, phải giỡn giỡn lại, sau đó mới thôi. Được cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Thế đó không có cãi, toàn là phải giỡn giỡn nó. Nếu mà viết đơn ly dị phải viết đúng chính tả mới ký. Hay là viết đúng chữ xấu không ký. Nhưng mà bây giờ nhây. Là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nó nghe rồi sao? Dạ, do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi cãi nhau lại để
là không ảnh hưởng đến con cái. Có khi nào con bé lớn đó, nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng là nó cũng lớn tiếng theo không? Nó bắt chước không? Dạ nó bắt chước. Có không? Dạ có. Con lớn con nó, chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Không vậy không? Là anh tưởng tượng được cái lúc dạ. em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Dạ. Nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi nó. Dạ đúng rồi, nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Ở tội nghiệp em mới Đức. Ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ là em. Là anh Đức. Bây giờ em phải làm bánh. Em thì chăm, tại vì công việc của em thì có thể làm ở nhà được. Cho nên em phụ vợ chăm hai tụi nhóc. Tại vì rồi tiếp theo nữa nè, tật xấu của anh là gì nữa nè? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Cái đó thôi à? Dạ đúng rồi. Rồi còn cái tật xấu của bà là mỗi lần lớn tiếng là đòi ly dị. Nhiều lắm anh. Tật xấu ở đây nhiều lắm. Kể đi em. Nào là sợ tất cả các con. Nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh rồi. Thậm chí vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu anh. Em anh nghĩ em có nên đi tập Muay Thái không? Em thấy Muay Thái thôi đừng tập Muay Thái, bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái, là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Đợi nó kỳ cục vậy đó. Mà ngộ cái là em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi sao em có cái sở thích gì lạ vậy? Càng rùng rợn á thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Trời ơi. Vô kênh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Có nhiều chuyện trời ma lắm. Dạ. Trời ơi xem có một cái sở thích nó lạ, nó rùng rợn với em. Rồi rất hay uy hiếp chồng, bắt nạt chồng, mặc dù những lúc ấy thì rất là nhõng nhẽo anh bắt nạt em cái kiểu, nhưng mà đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy phim clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay clip phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống em tống tiền em tiếp. Trời ơi mất váy nhảy luôn, một cái là chồng em mệt đó nghe hả. Rồi sao còn gì nữa không? Dạ nhiều đó rồi, tại vì nhiều đủ rồi ha. Bây giờ mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình, ăn uống cũng phải cầm cái điện thoại để xem, trong khi nếu mà mình không tập trung ăn thì nó đâu tốt cho dạ dày. Mà mày này có bị tiền sử là bị dạ dày, đã từng một lần xuất huyết dạ dày rồi. Phải đi cấp cứu. Do đó mà cái việc ăn uống bạn này không có chú ý. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con xíu. Tại vì đôi lúc ngồi ăn cơm em chăm tụi nhỏ, vợ em thì làm cả ngày cũng phải đem công việc cho bữa cơm. Thì đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối dành chút thời gian cho chồng và con. Tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, với lại bớt nóng tính lại xíu. Nhưng mà thực ra thì tụi em cũng đang cố gắng khắc phục dần chuyện đó. Bây giờ tụi em hiểu nhau hơn rồi. Và khi mà cãi nhau thì hay giỡn nhau thế là thôi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Còn Nghi thì chắc là... Dạ đúng rồi, em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại công việc của ảnh á. Thì ảnh bây giờ em muốn ảnh nghĩ cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút. Tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá. Nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết. Như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Nhưng mà với cái công việc của Đức á là làm ở tại nhà. Dạ đúng rồi. Vẽ những cái tranh đó mà up lên fanpage như vậy hoặc là trên các trang mạng xã hội như vậy á, thì cái thu nhập nó có ổn định không? Về công việc của em thì ngoài cái việc mà em làm cho các fanpage thì em cũng làm với vẽ cho theo nhu cầu khách hàng. Thì công việc freelancer thì nó sẽ không ổn định lắm. Cái đó phụ thuộc vào danh tiếng của mình với lại nguồn khách của mình. Em có mong muốn chồng mình có một công việc mới và nó bền, nó ổn định hơn không? Dạ có, cái này thì em cũng có nói chuyện với chồng rồi. Bởi vì bây giờ chồng lớn tuổi hơn, có gia đình rồi, cái suy nghĩ nó khác á. Rồi cái công việc của chồng thì bây giờ mấy bạn trẻ cũng rất là nhiều. Nên là em cũng mong mà chồng vẽ cái đó vì chồng thích, chồng đam mê, chồng vẽ. Nhưng mà đừng có áp lực kinh tế lên nó nữa. Rồi nếu mà được thì anh kiếm một cái việc khác ổn định hơn để anh làm. Thì cái này là em có nói với chồng em rồi. Hiện tại thì em vẫn lo kinh tế cho gia đình được. Nên là em chỉ mong là sang năm thì anh cố gắng kiếm
kinh tế ổn định hơn chút xíu là được rồi. Chứ em không có đặt áp lực nhiều. Không, thực ra là vậy nè. Cái hiện giờ á, nếu mà hai đứa không bị áp lực lắm về vấn đề kinh tế á, thì là cái công việc của Đức á, không phải là nhiều người làm đâu. Thực sự đâu có nhiều người làm đâu. Cho nên là thực ra với những cái người mà làm kiểu nghệ thuật này á, cái cơ hội nó ngộ lắm. Nó tới lúc nào mình không biết luôn. Đó, và khi nó tới rồi là mình đỡ không kịp luôn. Không, cái đó là nghiêm túc luôn. Đó, thì thành ra là ngay thời điểm này thì thứ nhất con của hai đứa còn nhỏ. Một đứa thì mới biết bò thôi, đứa thì chập chững thôi. Thì ít nhất á, là để con cứng cáp đã. Tại vì bây giờ á, không vợ thì phải là chồng, không chồng thì phải là vợ. Phải sát bên tụi nó. Nhất là trong cái thời điểm này dịch bệnh đủ thứ. Bắt buộc. Đó, thì cứ khoan đi. Khoan đi, và Đức vẫn cứ làm những cái việc mà Đức thích. Và cứ tích lũy cái tất cả những cái mà tích lũy về cái vốn liếng, về cái cảm xúc, về thành phẩm, tất tần tật mọi thứ. Cứ tích lũy đi. Rồi con nó cứng cáp một chút. Rồi cái lúc đó là bắt đầu mình mở cái quan hệ của mình ra ngoài. Thì là cái cơ hội nó tới lúc nào mình biết được. Bởi vì cái nghề này của bạn này giống như là nó một cái kho vậy đó, giống như người viết truyện, người viết sử vậy đó. Cái kho nó cứ ấp đầy một lúc nào đó là cứ lấy ra xài thôi. Đó thì theo chị là như vậy. Cho nên là tụi em đừng có nôn nóng trong chuyện này, ít nhất dành cho con mình khoảng chừng 1-2 năm nữa để nó cứng cáp đi. Rồi mình tính tiếp. Trong thời gian này mình ấp, mình cứ dậy ra mình ấp, mình cất vô kho. Mình cất vô cái kho của mình. Lúc mình lấy ra mình xài thôi. Bây giờ đầu tiên gặp anh Bin là thấy có cơ hội rồi đó. Anh rất thích, anh rất thích những người sáng tạo về hình ảnh. Và thậm chí hai em nếu mà được nghe, vẫn có thể kết hợp với nhau làm ăn được luôn. Em có bao giờ em suy nghĩ là em làm bánh hoạt hình chưa? Dạ có, nhưng mà giờ em chưa có khéo đó, tay. Thôi hai đứa cứ cứ kết hợp với nhau. Anh nghĩ là hai bạn sẽ có thể phối hợp với nhau, sẽ tạo dựng được một cái thương hiệu bánh mà nó bánh nó rất là lạ ở ở Việt Nam mình. Cái bánh này hôm nay là gặp đây là cơ hội nữa. Đó. Nghe. Rồi nghe. Rồi xin cảm ơn hai em, và anh hy vọng rằng là sang năm mới khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi đó, thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái ý định của mình, đó là có một cái tiệm bánh thật là lớn, và thậm chí là anh cũng đang rất mong chờ cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha.